Nhưng mình sẽ chơi tiếp cái phần lần trước ấy, là chúng ta sẽ chơi cái phim điều tra ra. Nên là một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình. Nên là hy vọng các bạn có thể mời mình cốc cà phê bằng cái nút mà tham dự bên dưới ấy, thì từ đó các bạn có thể giúp ích thì các bạn có thể giúp mình được trong việc xây dựng những cái nội dung luật sư biện hộ này trên channel mình ấy. Và nhiều game hay khác trên cái channel mình, bao gồm việc xem được luôn phần 5, phần 6, phần 7, phần 8 chẳng hạn. Ok, mình sẽ chơi luôn. Ok, nên mình phải dừng một tí rồi mình quay trở lại, nên là mình sẽ nhảy luôn đến game này. 12:52 chiều, văn phòng luật sư này. Anh thấy phiên tòa sáng nay diễn ra như thế nào? Nên là mình vẫn nhớ là cái phiên tòa lần trước rất là buồn cười luôn. Nên là một trong những cái phiên tòa cũng vui nhất của cái phần này ấy. Nên là mình bảo là cái phần này nó vui hơn cái phần trước mà. Cái phần trước là cái thằng nhờ... Các bạn là cái phần trước là nó xoay quanh cái thằng thằng bị cáo ấy. Mà cái thằng bị cáo này, cái lời khai trên đấy nó không thực sự hấp dẫn. Mà cái nhân vật thằng này nó không thực sự là quá hấp dẫn ấy. Nhưng cái phần này thì nó có nhiều cái nhân vật nó thú vị hơn ấy. Thế nên em nghĩ sao? Mọi thứ nó cứ loạn xì ngầu hết cả lên này. Thường đúng là loạn hết cả lên thật. Lời khai của ông Thái Lang chả giúp ích được gì này. Bây giờ chúng ta còn không biết được cái danh tính của nữ phục vụ đã bỏ độc vào cà phê này. Nên là bây giờ chúng ta lại có một cái giả thuyết khác là ngay cả phục vụ là cũng là phony, có nghĩa là hàng fake ấy, pha ke. Trong game này thì là team miền Nam nên nó hay gọi là pha ke mà. Ta chỉ biết là ông Đậu Lăng có đấy và tạp dề đó thấy tạp dề và nơ này. Nên ở ngoài là không gọi là pha ke. Nên là lúc đầu mình bảo là pha ke là cái gì mình còn chả biết. Và nạn nhân đang đeo tai nghe trong khi tai bị thủng bằng nhĩ. Là đến khi có cái bạn cái gì bạn cái bạn gì bạn phím cho mình nhỉ? À? Cái bạn gì mà tên tính Nhật đấy. Bạn phím cho mình biết. Đúng là mấy cái vụ án kinh hoàng và đồng mâu thuẫn nhiều vô kể. Càng nhiều mâu thuẫn thì càng phải tìm nhiều câu trả lời. Vâng ạ. Ta phải tìm chứ nếu không thì chị Yến Vi sẽ bị dương tính với có tội mất. Dương tính. Này như là cái phần thời này là vẫn đang dịch cái hơi mà có dịch rồi. Mình nên bắt đầu làm gì trước nhỉ? Em cũng không biết. Hay là giờ mình đã thử động não xem nào anh trước đi. Nên là cái thời có dịch hình như là tháng 1, tháng 2 thôi nhỉ. Nên cái thời đấy là lúc mà mình đang chơi cái phần 2 ấy. Nên là đồng thời là trong 4 tháng là cái trò này nó được dịch rất là nhanh chóng ấy. Nên là chắc là cũng đang thời điểm dịch bùng phát. Nên cho vào đi tiêm các kiểu ấy. Anh nghĩ tụi mình nên cố tận dụng lời khai của ông Thái Lang này. Đúng vậy. Chúng ta phải tìm hiểu xem cái danh tính thực của nữ phục vụ và nạn nhân này là ai à? Chắc chắn câu trả lời sẽ nằm ở nhà hàng Chế Biên à? Thế thì ta nên quay lại điều tra rồi nơi đó tiếp thôi à? À khoan, mình cũng nên qua thăm xem tình hình chị Yến Vi đang như thế nào nữa. Nên là có đề xuất là chúng ta đến gặp Yến Vi này. Thế nào em có động ra được cái gì không à? Thực ra là có đấy. Em đang tò mò về phân vượng. Kiểu là hắn ta là loại người gì ấy nhỉ? Ừ nhỉ? Nên là bắt đầu nổi nhạc luôn. Anh quên tiệt về cái tên đó. Lị muốn chít hả? Lị muốn ngửi mùi cú lấm xứ Quảng. Chứ thế là mình không thực sự mình muốn mấy cái nhân vật này nói giọng địa phương một tí nào. Bởi vì cái giọng địa phương này nó hoàn toàn là nó thay đổi là cái context ấy. Chứ không phải là giống như kiểu nói giọng kiểu như là kiểu như mấy cái bọn mà ở bên Mỹ ấy, tiếng Anh ấy. Mà trên thực tế là cái giọng Quảng này nó rất là khó hiểu luôn ấy. Nó đôi khi mình cảm thấy là nó không phải là tiếng Việt luôn ấy. Nên là nó là một cái gì rất là khó luôn. Mà như cái giọng Huế còn đỡ này. Này, như cái hội thoại thằng này rất là khó đọc luôn ấy. Mình đọc mà mình thực sự là mình phải đọc nhìn chữ kỹ ra mình phải luận ra ấy. Nên là trên thế là mình thực sự là mình nghĩ là thằng này nên thay đổi lại cái kiểu đọc nó như bình thường ấy. Chứ còn bởi vì cái hội thoại thằng này rất là dài luôn, là vì sao kiểu gì chúng ta cũng đụng vào cái thằng Phony này. Thực ra là anh đang khám phá ra một điều là về kẻ giả mạo của anh ấy. Nên là mình đang sợ việc là mình đụng cái thằng Phony nếu mình phải đọc cái lời thoại của nó thì vỡ mặt luôn. À thật à, anh biết được gì rồi à? Phải, lúc nãy mình chạm trán gã Chí Phượng thì Mây đang làm ở nhà này. Hắn là bản sao dởm tới mức anh muốn kiện hắn ra tòa vì tội làm ô uế thanh danh anh. Anh này là một cái con hổ ấy. Mà cớ gì hắn ta lại phải làm thế, động cơ gì khiến hắn ta mạo danh mình ấy. Nghĩa là được cái là cái kiểu tóc thầy là giống hơn kia ấy. Tất nhiên là bây giờ chúng ta chưa chính thức gặp thằng này đâu, nhưng mà ví dụ các bạn hiểu được là cái kiểu nó như thế nào ấy.
Là ví dụ như cái game này nó xuất hiện ở trong này thì rõ ràng là nó phải có liên quan gì rồi ấy. Thì rõ ràng cái này là nó là visual novel. Chắc Yemi cũng đang bị hỏi cung này. Ơ? Nhưng mà anh em mình cũng đã có cần cái để hỏi chị ấy mà. Chị Yemi ơi. Chị Yemi bé bé thôi mà, có phải ở nhà trẻ đâu. Nhưng mình không gặp được chị này. Mình sẽ qua phòng hình sự mà. Thật ra mình không nghĩ là mình nên qua phòng hình sự lắm nhỉ. Mình nên nghĩ là mình qua tra biên đúng không? Thanh tra văn sao không đầy ở cơ mà. Có chuyện gì ở đây vậy? Cảm giác là lạ thôi mọi khi này. Anh nghĩ về vị sao à? Ừ, trông ai nấy đều trông rất là hoảng loạn cả lên. Cậu làm cái gì vậy? Mọi người chuẩn bị vào họp đi nhanh lên. Này cậu tắt máy đi chủ đi được không? Thế ơi, đừng vào mạng nữa. Nhưng mà còn bạn chắc của tôi. Hot girl đánh đá gì gì này. Để hôm sau chat tiếp xếp, em tắt máy chủ luôn đây. Không. Hot girl đánh đá. Kiểu hồi xưa là còn ra vui chat ấy. Nên là chắc là kiểu máy chủ internet hồi xưa là hàng xịn ấy. Thật rồi đấy, có gì bật ngửa. Vì loạn cao cao thì có. Nên là có một cái chuyện gì nó rất là to lớn ấy. Là chuyện rất là nghiêm trọng thì ở đây. Mình không biết là mình nên hỏi ông thủ trưởng này đâu. Đây chắc là thủ trưởng của đội thanh tra ở đây à. Giờ máy tính đã bị cắt mạng, châu ông có vẻ hơi bị thất thần. Thôi thì mình đành phải gửi thư viết tay thay vì gửi email vậy. Gửi hot girl đánh đá, em có khỏe không? Anh khỏe lắm á. Hôm nay em ăn cơm chưa? Cái thời này chưa có Facebook mà. Công việc có vui vẻ. Công việc có vẻ vui quá, có lẽ em nên nộp hồ sơ đăng ký vào làm sếp ở đây à. Nhưng mà mình thừa mình chẳng có gì lắm nên mình nghĩ là mình sẽ qua chơi biên luôn ấy. Cứ giờ là chúng ta phải qua đây thôi. Nên là qua chơi biên là phải tạt qua phòng tạm giam này, hơi bất cập một tí. Như thường lệ vắng hơn chùa Bà Đanh. Ừ, và cũng là giờ ăn trưa luôn à. Đúng rồi, nào nào, cố lên. Này, nghe giống như là nào nào, đọc số 8 đi mà. Cố lên, tao kì vọng hết vào mày đó. Mày đang làm cái gì à? Anh có vẻ đang sung máu lắm thì phải. Không, sao lại là số đấy chứ? Không thể tin được, có trúng thì con số 8 cũng chỉ kiếm được cho mình mỗi 500.000 vọ. Đúng là lừa đảo. Anh ấy đang chơi cái trò gì? Anh chơi cá đá banh à? Có chuyện gì vậy anh? Anh chơi sao? Gì đấy? À là hai người hả? Ờ thì tôi chả là ha ha. Thì là chuyện ha ha ha. Cái gì đấy? Tôi đang ngồi nghe radio ấy mà. Radio? Kìa anh thanh tra sao? Đang ăn trưa ở đây. Thật luôn. Và anh ta đang gọi món thân bò cút beo à? À ha ha ha. Cái gì đấy? Bắt tại trận luôn ha. Anh này muốn ăn thử cái món đồ ăn tệ này. Nói chuyện này. Phiên tòa hôm nay này. Đúng là ác mộng mà. Giờ sao tôi dám đối mặt với Yến Vi nữa bây giờ? Anh thật sự đã dồn chị vào một chân tường đó, anh có biết không? Lần nào ông cũng bới toang lời khai của tôi mà. Sao lại chọn đúng cái hôm nay để rửa chứng chứ? Tôi xin lỗi mà. Tại tôi tìm mãi mà chẳng thấy cái lỗ hổng nào hết à. Đúng rồi đó. Bình thường anh khai chật lên chật xuống, lỗ chỗ như đôi tổ ong luôn mà. Lần này khai chuẩn quá nên không có lỗ như đôi tổ ong. Hay là ông thích tôi vì giờ như giòn tay như bánh tráng ấy. Kiểu ở bàn kia là nó có như là nó hay có kiểu như cái lỗ như là phô mai Thụy Sĩ ấy. Phần này chúng ta gọi là cái này lời khai của anh như là lỗ tổ ong. Rồi thì vụ này cũng đã từng được chưa phán quyết rồi nên chắc cũng không thiếu sót gì nào nữa. Vậy Yến Vi có nói gì với hai người không? Em có nhắc gì với tôi chứ? À ừ, chị ấy đã nói thế nào nhỉ? Em không tin được anh chắc sao lại làm thế. Em ghét anh ấy, thật sếp. Thật lòng, em không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa. Toàn là kiểu như bị crush nó rủa. Kiểu như vậy đó anh. Ừ. À. Thế là tôi đi chết đây à? Em xin lỗi anh Thanh Trà sao? Em không có ý. Tại sao? Sao lại có chuyện thành ra như thế này? Anh đang tự đập đầu vào tường kia. Anh Phượng. Ôi không anh sao? Khổ thân bạn tôi. Không thể vết máu á. Món đặc biệt. Vậy anh có thích cái món bò thân cốt beo re không? Cái bữa trưa tốn tiền nhất từ trước đến giờ của tôi đó. Tôi gọi món tay tôi run run cầm cập luôn đó. Vậy nó có ngon không ạ?
Thì về cái giá 249.000 thì tôi cũng không biết phải miêu tả nó sao nữa, chắc là cũng có thể gọi là tinh tế. Kiểu trình bày đẹp ấy. Ý ông là ông thích nó ư? Ông nuốt trôi được luôn à? Cái này thì chắc phải ngon hơn mì gói ấy. Tiền đã bỏ rồi thì phải ăn. Anh bị sao vậy ta? Hình như ông đang suy nghĩ ấy. Đúng rồi, tôi nghĩ mãi mãi, nghĩ mãi mà chưa tìm được từ để miêu tả cái món đó. Nhưng mà giờ có rồi. Là giờ, đúng rồi, chính xác là giờ tệ. Nhưng mà đã trả tới 249k thì đâu ai dám nhận là cái món đó dở đâu ông. Phải chi ông ăn xong mới biết giá thì đã đỡ hơn. Bây giờ nôn rồi này. Đánh Phượng, có khi nào anh Tùng đã tới đây là vì vậy không nhỉ? Chắc ảnh nghe danh cái món bò thăn cốt beo re ngon dữ dội nên mò đến cái quán này à? Thứ dữ dội duy nhất thì có thể là cái chiếc bao tử sau khi ăn xong thôi à. Mà nhắc tới anh Tùng mới nhận ra chúng ta chưa biết gì nhiều về anh chàng này. Đang tiện thì anh gặp anh sao vào đây, mình hỏi ảnh xem ảnh biết thế nào. Hỏi cái đài rồi mà. Bạn đã có chuyện gì mà anh máu dữ vậy? Hả? À đúng rồi, là ông bảo là ông đang nghe cái radio hay là gì đó thì phải. À cái vụ đó à? Cũng không có gì đâu. Tôi có máu gì đâu. Làm thì cá ngựa rồi. Thôi là anh Sam, anh có thể nói nhỏ với em mà lúc nãy anh đang nghe gì đó. À, không có gì thiệt, tôi chỉ đang nghe mà. Thể dục buổi sáng thôi mà. Thể dục buổi sáng rồi bắt đầu lại có ấy. Cái quái gì, khóa tâm thức ư? Ha ha ha, chả. Món tôm hùm này đặc biệt hôm nay ngon thật à. Lại bắt đầu đánh tăng hưởng à? Vậy tại sao mắt anh ta lại ngấn lệ vậy? Thể dục buổi sáng mà tự nhiên có trăm mà có 100k. Ok mình thử mình phá khóa luôn rồi. Để cho anh một phát. Nên là chúng ta biết là có một cái gì đó liên quan đến tiền ấy. Được rồi, thanh tra sao? Hãy cho tôi biết cái sự thật đi. Lúc nãy là ông đang nghe cái gì vậy? Mơ đi ha, chuyện bé mà ông cứ xé ra to. Còn lâu tôi mới chịu nói. Không nói gì chứ, được. Dựa vào những gì mà ông lẩm bẩm thì khi nghe đài là tôi biết đa tổng đấy là cái chương trình gì rồi. Chắc hẳn nó liên quan đến cái. Nên chúng ta sẽ đưa ra cái vé số này. Nên nó chúng là 5 tỷ này. Nên mình không hiểu là cái này là lỗi sao là nó nên là 5 tỷ nhưng mà là 2 tỷ ấy. Nên là có hai cái số nó khác nhau. Thôi nó đúng không? Ông đang lắng nghe cái kết quả xổ số có phải không? Lô tô ấy. Ông đang hy vọng mình sẽ trúng số độc đắc giống như anh Tùng. Cứ như thế ông đang đi guốc trong bụng của tôi vậy. Mình phá được khóa rồi à? Bình thường là mấy khóa. Đấy khổ ghê à. Tôi đã bảo là chẳng có chuyện gì quan trọng rồi mà. Nên là cái này nó chỉ là cái bí mật bé. Cái đài này. Thường thì số tôi đỏ lắm á. Nên tôi muốn thử xem thế nào này. Sao ai cũng thích chơi sổ số vậy à? Vậy kết quả là như thế nào ạ? Được hẳn tầm 10.000 mới ghê. Thật là chất lất hẳn luôn. Chứ thắng cái gì mà được mỗi 10.000 bọ. Thiệt giận hết sức. Thế sao lúc em bảo 100 đồng? Đồng cảm sâu sắc. Tôi mua vé số cùng loại với cậu Thiếu Tùng đó. Đây nè. Họ còn có cả một cái chương trình radio để công bố con số trúng thưởng nữa ha. Họ tổ chức cái bốc số trực tiếp trên sóng luôn đó. Hồi hộp lắm á. Nhà quay số trực tiếp ấy. Em đoán là có khi anh Tùng cũng đang nghe chương trình này vào cái thời gian vụ án á. Giờ là mấy giờ rồi? Giờ là 1:30 thôi. Và kết quả xổ số luôn phát sóng vào cùng một khung giờ ra. Đúng vậy. Đây này, tôi còn lấy cái tờ rơi lưng mua về cái vé số đây này. Nó là ai là tỷ phú á. Tờ rơi quảng cáo chỉ 10 phút để có thể đổi đời. Và mỗi ngày lúc 2 giờ. Và mỗi ngày thứ hai lúc 1:30 chiều. Nên là lúc 1:30 nó sẽ công bố cái giải thưởng ấy. Ai là tỷ phú sao? Nghe hay ho thật. Em cũng muốn thử ghê anh Phượng. Vậy em mua đi mây, móc túi em ra mà trả. Thế nhưng nó chỉ có thế thôi sao? Hay là mình có thể ăn không? Mình sẽ nói chuyện. Thử mình sẽ trình ra thử nào. Mình đang muốn trình ra sẽ anh thiếu túng tiền. Anh ta là một lập trình viên thiên tài thứ thiệt đó ha. Đồng nghiệp toàn gọi anh ta là một máy tính di động.
Ủa vậy nhỡ lúc đó nó hết điện thì sao, ảnh sẽ ngưng chuyển động luôn hả? Cái đó người ta gọi là so sánh ví von thôi em ơi. Mà Yến Vi với nạn nhân không quen biết thì nhau hết. À ha. Ừ, tụi tôi cũng biết điều đó từ hôm qua rồi. Này anh Thanh Tra Sam, anh có thông tin gì thú vị hơn không? Thú vị hay à? À anh ờ thì à có rồi. À, chắc hai người chưa tới công ty của cậu thiếu Tùng đúng không ạ? Đi một chuyến đi. Công ty của anh ấy ở đâu thế ạ? Cái chỗ mà nó tên là công ty điện tử xanh ấy. Thì phải. Nghe tên công ty ạ thấy uy tín rồi. Có vẻ sẽ rất là vui đó anh Phượng, đi thôi nào. Anh không dành về công nghệ ở đâu mà mây này. Sởi lo gì ai? Có chuyên gia mây biết tuốt đây rồi nè. Ghê. À không ghê không. Nó nằm ở chỗ gần nhà hàng này ha. Rảnh thì qua đó ngó thử đi. Công ty điện tử máy điện tử xanh. Nên là ở cái phần kia mình nhớ là cái công ty nó tên là màn hình xanh. Là Blue Screen. Nó giống như gọi là màn hình xanh là chất chóc ở trên Windows ấy. Nên chắc là mình sẽ đến cái chỗ điện tử xanh một tí này. Anh ấy chỉ cho mình luôn sao? Đây là một cái chi nhánh khác của cái điện máy xanh. Điện tử xanh này. nên là hình như là đến cái phần này là nó mới có cái theme nhạc này sao ấy. Kiểu cái theme mà nó gọi là cái theme gì nhỉ? Là eccentric ấy, kiểu lập dị ấy. Là mình không nhớ là cái lần trước là nó có không nhỉ? Là nó có cái theme như hình như là từ cái vụ này nó bắt đầu nó có cái theme này ra. Nên là kiểu như là mấy cái thằng lập dị ấy, là nó hay bật cái theme ấy. Quay chỗ này xịn sò quá, cảm giác như người thấy mùi điện tử trong không khí luôn này. Đây là công ty máy tính mà mây không có điện thì họ làm việc kiểu gì? Nên là hồi xưa giống kiểu như là rất là futuristic ấy, trong mấy cái phim mà và khoa học viễn tưởng ấy, cái không gian của nó đến này. Hai người tìm đến đây tìm ai vậy? À ừm này, xin chào. Tôi xin lỗi nhưng mà chỉ có nhân viên được cấp quyền mới có thể vào đây thôi. Vì đây là phòng lập trình của công ty chúng tôi. Nên là rất nhiều thông tin bảo mật sẽ có thể bị lộ ra. Nên là chị này cũng kiểu như là kiểu robot ấy. Gì là thông tin gì vậy ạ? Những gì mà em thấy ở đây đều là những thông tin tối mật mà chúng tôi không thể tiết lộ cho người ngoài. Ồ, đã rõ. Cô nào đây? Sao giống người máy trong mấy phim khoa học viễn tưởng thế nhỉ? Tên tôi là Nguyễn Y Vân. Tôi là giám đốc của công ty. Giám đốc sao? Là con người à? Mình cứ tưởng là chị Google hiện hình. Hình như là mình nhớ là cái con này ở bản kia nó gọi là Lisa ra. Nên là nó giống như kiểu là mấy con máy tính của Apple ấy. Kiểu như là kiểu Apple Lisa ấy thì kiểu mấy con máy tính hồi đầu ấy. Nó lấy mấy cái tên của bên Mỹ ấy. Cái gì bên máy mắt của kia nhìn na ná như cái kính anh Tùng đeo nhỉ? Đó là kính mông thanh đúng không nhỉ? Cô cố gắng đấy nhưng mà em lộn. Đó là kính thông minh. Tất cả lập trình viên ở điện tử xanh đều được trang bị kính thông minh ấy. Kiểu đo sức mạnh ấy. Vậy chị cũng là kiểu over 9000. Vậy chị cũng là lập trình viên ư? Không, chị chỉ đeo cho ngầu thôi à. Nhưng mà nó ngầu thật, em cũng muốn có một cái ấy. Chuyện rằng là điện tử xanh. Vậy chính xác thì ông công ty này làm cái công việc gì? Tôi sẽ giải thích ngắn gọn để cho hai người dễ hiểu. Việc của chúng tôi là phân tích hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho một ngành công nghiệp. Sau đó cung cấp cho họ những hệ điều hành cũng như mã nguồn tối ưu nhất. Kiểu là giống kiểu như kiểu là viết cái hệ điều hành cho quản lý thông tin cho hệ thống nào đấy kiểu như. Nên là viết software, chị nói cái gì vậy anh Phượng? Hệ điều hành mã nguồn. Không cần hiểu lắm đâu, em cứ biết họ làm về công nghệ thông tin là được rồi. Những phần mềm chúng tôi phát triển sẽ được bán ra thị trường với dưới dạng một đĩa CD. CD? Vâng, cái đĩa CD tức là cái đĩa Compact Disc. Là cái đĩa quang dùng để lưu trữ âm thanh và hình ảnh. Phải rồi, đĩa CD được dùng cho phần mềm cũng như âm nhạc mà. Nên là công ty của chúng tôi tuy quy mô nhỏ nhưng những lập trình viên ở đây đều thuộc hàng đẳng cấp. Nên là chúng ta thử hỏi xem họ đang làm gì nhé. Như anh này giống kiểu như mấy thằng nghiện ấy. Anh ơi, anh đang làm cái công việc gì thế? Tại nó đã chuẩn bị nói nhiều cái technical ấy. Tôi đang nghĩ để đánh giá cơ chế phân tích phân loại các biến cực toàn cục. Đây là một loại mã rất nặng nên nó ảnh hưởng rất nhiều về hiệu năng hoạt động và tìm hiểu các kỹ về cái gì toàn cực bộ vi xử lý phần mềm cái ba la cái gì chó ấy. Là vậy đấy,
Anh nắm được chưa? Cái mà chúng tôi đang nghiên cứu là đại khái là như thế. Hai công nhân tốt nhất mặt mũi sáng sủa nhận đây chắc là không còn thắc mắc gì đâu nhỉ? Hai công dân tốt. Mẹ tử công nhân. Dạ không ạ. Miệng game nó mất đằng mà nét mặt em thể hiện một nẻo đó mây. Có chuyện gì? What happened? Cô biết chuyện gì đã xảy ra về không cô Ivan? Ý anh là chuyện anh Tùng bị đầu độc sao? Phải, tôi biết. Đúng là bi kịch. Chị có biết thông tin gì hay ho không? Nói cho em nghe với ấy. Tôi không biết nữa. Ban nãy có ai cảnh sát cũng đến đây hỏi về cái vấn đề này. Và tôi cũng chẳng cung cấp thêm được thông tin gì cho anh ta bởi vì Cô phục vụ hung thủ gây ra vụ án không có liên quan gì với công ty của chúng tôi cả. Thế ạ? Thế còn cái bàn của anh Tùng, cô đã dọn nó chị đi chưa ? À cái đó thì chưa. Nó còn ngay đây trước mặt hai người đấy á. Nếu mà anh tìm thấy thứ gì có ích thì cứ tự nhiên mà lấy nhé. Có khi nào tìm được vài manh mối ở đây cũng nên này. Mình sẽ tìm này. Chị này bảo thoải mái mà lục soát mà. Mình thấy mấy cái thanh niên đang đeo kính sức mạnh này. Anh này miệt mài múa phím nhỉ. Thảo nào người ta gọi là lập trình viên bởi vì người có trình đó. Em không nên ngủ quên trên chiến thắng nhỉ. Em nên học những kỹ năng mới đấy. Thì hay đó em. Em sẽ trở thành thực tập sinh cho ông Đậu Lăng. Có chuyện luyện tập chiêu hồn của em thì sao? Đậu Lăng là cái gì? Có mấy cái máy server này. Nhìn này anh vợ một siêu máy tính. Trông nó thật thông minh và sáng suốt anh nhỉ. Máy tính thông minh anh không phụ thuộc vào người dùng nó mà mây này. Em không làm việc đó nữa mây ở như vậy. Thôi nào đừng canh cãi về những vấn đề còn con này nữa. Nếu không máy tính sẽ cười vào mặt hai người đấy. Nên cái thời này kiểu như là vẫn đang sợ hãi về những cái trí thông tin minh nhân tạo ấy. Kiểu cái thời mà bắt đầu mấy phim mà Terminator ấy. Nên đúng là mình không nhầm là thằng cái con này tên là Lisa cái bản tiếng Anh. Như kiểu là Apple Lisa vậy. Này. Trời, nhìn xung quanh bản này xem anh Phượng. Bừa bộn quá. Anh thấy cũng bình thường mà có bừa làm đâu à. Nhưng mà anh sẽ chẳng làm gì được. Không làm được gì ra hồn nếu đồ đạc cứ vứt bừa bại thế này cả. Em nghĩ vậy à? Anh thì đã là thiên tài rồi gì, ngồi ở đâu chả được. Em đã cố ý nhắc khéo mình dọn bảng thường xuyên hơn à? Chừng nào mây chịu thôi hỏi mấy câu hâm hâm thì mình hãn dọn cũng chưa muộn. Quyền lịch này. Có vấn đề thì sao? Em định nhắc anh vụ dọn dẹp tiếp thì em quên đi. Ai đâu đã đánh dấu vào ngày mùng 3 tháng 12 bằng mực đỏ. Ngày mùng 3 tháng 12? Đó là ngày anh Tùng đã bị sát hại. Nó còn ghi gì nữa? Có anh. Chỗ này nó viết là Trần Dần. Trần Dần. Can chi là có gì ngày Trần Dần. Xem nào, em bị thiếu chữ gặp này. À, gặp Trần Dần. 3 tháng 12 ngày vụ án diễn ra có ghi là chú trên dịch là gặp Trần Dần. Hình như là nó chỉ có thế. Mình xem đây nào. Wow, nhìn đống đồ hỗn độn này xem. Sao viết làm số trên này thế nhỉ? Viết số là sao hả anh? Nhìn như là phơi đề ý á. Anh ghi lại số đề ở đây à? Ôi trời, tủ của anh đấy chất đầy đống giấy này luôn. Kiểu lại có cái số ghi đề chứ mẹ. Đề ở mình tưởng là ghi đề phải ra chỗ gặp chủ lô chủ đề mà đúng nhé. Hình như là toàn đoán số sai này. Phơi đề của anh Tùng được thu thập à? Phơi đánh số đề. Tìm dưới bàn trên anh Tiên Thiếu Tùng à? 500 tờ đều đánh con ngựa. Cả đồng giấy này thì thu được cái gì hả trời? Chắc thu được 10.000 chỗ bà đồng nát. Em không ngờ anh ta lại cố kiếm tiền từ đồ của người đã khuất đầu anh Phượng. À coi ấy tưởng là mình chấn cái đồ gần kia. Anh chỉ lấy chúng ta bằng chứng thôi mây. Mình không nghĩ là còn cái gì nữa thế. Cây cột này trông như đang chuyển động, nhìn chóng hết mặt. Văn phòng này được thiết kế theo phong cách tân tiến. Phong cách tân tiến á? Vâng, những ảnh thế giới tương lai đã khơi nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Không gian này mang lại cảm giác như thư thái an nhiên à, giúp xoa dịu tâm hồn. Mẹ cái lượng đèn như này mà chói cả mắt à. Mình nghĩ là mình không gì sao. Mẹ trình ra việc xem. Tôi hỏi về cái thằng này xem. Cái chuyện anh Tùng. Anh ấy là một lập trình viên siêu đẳng.
có thể nói là một thiên tài. Có điều cách sống của anh ta bị hơi bị lỗi một tí ấy. Lỗi một tí ấy. Anh ta có hơi bê tha. Có lẽ mô tả như thế là cách hợp lý nhất. Cho nên là mới bị dính vào một vài cái rắc rối. Ủa alo chị ơi, tự nhiên im dai vậy. Chị anh ấy là một lập trình viên siêu đẳng, có thể nói thiên tài. Anh sống nên là anh ấy sống rất gương mẫu, không dây dưa vào rắc rối bao giờ. Ê stop lại, vừa nãy cô vừa nói gì đó về việc anh bị gặp rắc rối mà. Thì phải tìm cho ta cái rắc rối này thực sự là gì. Nói chuyện rồi mà, rắc rối của Tùng này. Về cái việc anh Tùng, anh ấy đã từng gặp phải rắc rối gì rồi à? Sao ạ? Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi tưởng cô vừa nói là về việc đó cơ mà. Tôi nói là cô nói anh Tùng trường từng gặp phải rắc rối do cái tính bê tha của anh. Chị robot này chị đang giấu này. Hẳn ba khóa luôn. Good luck bitch. Ba khóa lận này. Ai mà chẳng có bí mật phải không anh Tùng? Phải không anh? Anh Tùng cũng không ngoại lệ này. Mình sẽ hỏi cho mấy cái này thôi. Hình như gần như bây giờ mình hình như mình chưa có đủ cái để mình phá khóa này. Hỏi con ngựa lịch thôi. Nên là mấy con này là dữ liệu không được bảo vệ bởi mã ẩn tối mật khả dụng hoàn toàn an toàn uy tín cái này. Kiểu là encryption cái gì đấy. Hay là được mã hóa cái gì đấy. Con này nhập mật khẩu 12456 đấy. Con này nhập không đúng. Nếu không phải 12456 thì chỉ có ngày sinh bồ chị ấy thôi, thường là như vậy. Nên là con này nó nhập thử cái số linh tinh để con kia nó ấy mở ra mật khẩu mà ai cũng đoán được thì kiểu đó là làm gì mật khẩu nữa mây à. Có bộ không muốn lé răng chuyện này à. Có lẽ mình nên tập trung hỏi về anh Tùng thôi à. Mình hỏi mấy cái này thì có liên quan cũng vẫn với anh Tùng nữa. Cái con này nó lại không ấy à. Thế là con này nó lại không trả lời cho mình à. Mình nghĩ là mình phải đi chỗ khác rồi. Thôi bây giờ là chúng ta cũng không ấy được đấy. Ok, chắc là mình sẽ quay lại cái chỗ tre biên đi. Nói chuyện. Di chuyển này, tre biên. Tre biên. Sơ. Hình như là mình phải di chuyển tiếp nào. À đâu, mình có thể mình vào nhà bếp mà. Tre biên, phòng bếp. Ủa, Trái Kim đang nói chuyện với ai kìa. Nên là thực sự, tháng sau tôi quay lại. À, Naturimon. Trái sẽ đợi cưng ở đây. Con này nhìn có vẻ hơi căng. Như kiểu là phi kinh dị. Lúc đó mà không xong thì coi chừng chỗ này sẽ còn nóng hơn đấy. Không, Trái sẽ chuẩn bị mọi thứ. Thời lúc đó, Chế Thiên Hứa. Toàn à. Ông biết không à, tôi thích à. Nhìn lửa bập bùng làm đấy. Không. Thôi nào cưng, Chế cầu xin cưng đó. Vậy đừng làm tôi thất vọng nhé. Tôi sẽ luôn để mắt đến ông đó. Mệt không, không cần thiết phải vậy. Cưng có thể tin Chế Mamose. Nếu nói linh tinh cho ai thì đừng có trách tại sao tôi làm một cái đường ngay tim nhé. Ô không, cưng không phải lo đâu, cưng biết không, cưng lo lắng hơi nhiều rồi đó. Có lẽ cái này sẽ giúp cưng thư giãn, tinh dầu dỗ gỗ đàn hương. Ông biết không à, tôi thích làm gỏi làm đấy. Kiểu làm gỏi cái thanh niên béo ấy. À! Tình cơ thất thành của anh đồng em, tôi đi đây, hẹn gặp lần sau à. Nghe con này có cái kiểu cười cực. Giống hết cả mình. Mình phải sức tí tinh dầu với khóc người kiểu cơn rồi loạn lo mất. Đó. Ui, ui. Cảm giác thật là dễ chịu quá. Em ơi. Ô la la, xin chào mông là Monsia. Ôi mắt tôi, chồng mù mắt tôi. Mắt cưng. Nếu mà cưng có vấn đề gì mắc thì cưng sẽ cần cái này. Là tinh dầu gỗ đàn hương. Chẳng phải đây là phần còn thừa của cái lúc nãy Chế vừa dùng sao. Cái tinh dầu thừa nó cho thằng này dùng với mắt. Ra đều nói chuyện. Nhà hàng Trepien. Nhà mà cái Chế có vẻ như cũng không đông khách lắm nhỉ. Chế Kim à. Ui, cưng nói đúng. À, cưng nói đúng đó. Mong xưa. Nhưng mà vì thế nên đây là thời điểm phù hợp để cưng tới thăm Chế. Hở hơm phớ hơn hơn nẻ.
chế tha hồ toàn tâm toàn ý, quan tâm tới mình cưng thôi à, và nấu cho cưng la món tuyệt đỉnh. Tao bây giờ về ông về tôi không cần ông quan tâm lắm ấy. À, chế lạc quan quá nhỉ, phụ nữ ai mà chả thế anh Phượng. Mà cưng nói đúng đó, công việc làm ăn dạo này có hơi khó khăn thật. Có lẽ là vấn đề là la tên nhà hàng của mọi người hiểu lầm thì phải. Bởi vì họ tưởng chết biên là chết biên, chết biên à. Chế chỉ muốn người ta nghĩ là nhà hàng của chế vừa tây vừa là vừa rất tốt thôi mà. Nhưng mà họ lại tưởng là nhà hàng của chế là chỗ xây dựng. Thì chết chát gì đó có đúng không à? Phượng, anh nói kiểu gì vậy? Làm chị em phụ nữ buồn đó. Mày, em quên rằng chế Kim cũng không phải là phụ nữ rồi à? Nên em quay cứ tưởng ông này là phụ nữ. Nhưng mà nhà hàng này là cuộc đời của chế, là tất cả mọi thứ chế có. Chế sẽ bảo vệ nó đến la hơi thở cuối cùng. Không ai được cướp nó khỏi tay chế cả. Ra sẽ hỏi về cô gái áo đen thôi. Cô gái mặc đồ đen. Vậy cô gái lúc nãy chế vừa nói chuyện cũng cùng là ai vậy? Ô la la, cưng có trông thấy ư? À thì tôi có thấy. Chế Kim, chị ấy là vợ ai vậy? Trông chị ấy có thật trông chị ấy đó thật dịu dàng và duyên dáng ấy. Dịu dàng? Duyên dáng? Chị ấy thích món gỏi cuốn và lửa có đúng không ạ? Gỏi cuốn là mẹ mày làm thịt ông này. Tháng sau tôi quay lại. Ui, Nam cái con mèo tránh ra, đùa. Con mèo mình nó đang đứng ở giữa đường ấy. Không xong thì có cái chỗ này sẽ có lửa này. Không, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Tôi xin chế xin hứa. Giờ nghĩ lại mới thấy này. Này Mây, anh nghĩ anh đã hiểu đó. Lúc đó là hai người họ đang nói chuyện gì rồi à? Anh nghĩ vậy sao? Vậy thì hãy trình bằng chứng đó ra xem nào. Mình trình bằng chứng thôi mà. Nên nói về cái món nợ ấy. Giấy nợ hơn 500 củ. Chừng nào những giấy nợ đó còn tồn tại, chế cũng chỉ là một thiên thần sa ngã mà thôi. Thiên thần sa? So sánh có hơi khập khiễng nhỉ. Thiên thần là mọc cánh. Đeo ra đeo vào cái cánh mắt thành thiên thần ấy. Nhìn kiểu nó cũng xinh hồng hồng ấy. Ui, chúng cứ liên tục quấy rầy chế suốt mấy tháng liền. Cuối cùng chế cũng chịu thua. Chế đồng ý giúp mấy đứa đó. Giúp ạ? Giúp gì mới được? Mẹ Bình Sơ, nếu không phải vì đang nợ tiền của mấy đứa đó, chế sẽ từ chối liền. Nhưng tình thế quá là nan giải. Chế Kim, chế đã đồng ý giúp bọn chúng làm cái việc gì? Không, chế không thể tiết lộ được. Chế mà nói cho cậu à, cô em đó sẽ làm gỏi chết rồi ăn tới nốt sống cùng chấm tỏi ớt. Kèo hy vọng ổng nói phóng đại thôi à. Tôi đoán là cô gái này có liên quan tới hợp đồng vay nợ của chế có đúng không nào? Ôi, chế Kim ơi, xin chế đó hãy kể cho chúng cháu nghe về chị ấy đi. Thế là ông này kể thật à? Nên là mình sẽ hỏi được tất cả những cái gì mình có thể ấy. Cô gái vừa nãy có vẻ như cô ấy là tại sao chuyện này lại ra nông nỗi như thế này? Thật là dramatic que quá. Không hiểu sao tự nhiên chế nợ ngập đầu. La đời của chế thật thảm thương phải không? Không, tôi nghĩ có mà mấy cái món ông nấu nó thảm thương cho thực khách thì có. Cô em đó, cô em đáng sợ. Cô em từ văn phòng tín dụng S88. Văn phòng tín dụng nơi mà chế mượn 2 tỷ đồng ấy à? Khiếp, ông này mà mượn được 2 tỷ đồng mới tởm chứ. Huy, văn phòng cho vay tín dụng. Nên là quả tên thiết thực phép. Nghe là muốn đi vay tiền luôn à. Nên là ở phần này nó gọi là cái văn phòng cho vay tín dụng không ấy. Mình vẫn nhớ là cái văn phòng này ở cái bản tiếng Anh thì nó là có một cái tên nó kêu hơn là tender lender ấy. Như là tender như là thịt mềm ấy. Kiểu là lender có nghĩa là kiểu là thịt dày mà đó. Thịt dày cái gì đó, cái gì dày lãi mỏng ấy. Tender lender cái thịt dày lãi mỏng. Lãi mỏng. Thịt mỏng lãi dày à? Kiểu là mình không nhớ hồi xưa là mình nói cái phần chơi cái phần tiếng Anh là mình nói cái văn phòng tín dụng này là cái gì. Nhưng mà cái gì là cái gì thịt mềm hay lãi mỏng cái gì đấy. Nói chung là nó có một cái tên riêng của nó chứ không đơn giản chỉ văn phòng tín dụng ấy. Nên là cái tên nghe cũng rất là vần ấy. Ôi cưng ơi, đừng mượn tiền của mấy đứa đó. Nếu cấp bách thì chỉ mượn không quá 100.000 thôi. 100.000 nghe cứ như lương cả tháng của em ấy. Mây nhỉ.
Này, lương của em hơn thế đấy chứ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy cho vay tín dụng là văn phòng nơi chế đã mượn 2 tỷ phải không? Ông này còn mượn đạt được hẳn 2 tỷ phải tởm. Em không biết liệu họ có liên quan gì đến cái vụ này không nhỉ? Cho vay tín dụng. Tâm hồn chế yếu đuối lắm á. Mỗi khi chế buồn à, chế phải mua cái gì đó để khiến cho bản thân vui hơn à. Nên nhờ cậu đó cho vay mà giờ chế đang phải trả nợ những 2 tỷ đồng. Nên đang buồn nhiều quá để đến vay luôn hẳn 2 tỷ vậy bọn nó cho vay mới tởm. Giờ chế như một cái nô lệ vậy. Chế phải làm mọi thứ mà cậu đó sai bảo. Cậu đó là cậu nào vậy? La dần. La dần nữa chứ. La dần. Có nghĩa tên này là dần đấy, và tay nó thêm một la mà. Ui, cậu đó là quản lý cho của công ty vay tín dụng. Một con người đáng sợ. La giang hồ chợ lớn. Mỗi khi cậu ta hét vào mặt chế, đầu gối chế run rẩy, giọng cậu ta thì vang vẳng trong tay tới tận 2-3 ngày sau. Cứ nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe cà tàng cậu ở đó đi là chế bắt đầu bật khóc. Nghe tiếng xe nghe vãi cả nước mắt. Giang hồ chợ lớn mà lái xe máy cà tàng. Ừ, liệu cậu ấy có trông có giống tôi không? Ồ không. Non. Cậu đó có khí chất rất là mạnh, một cá tính vô cùng đáng ngờ. Cơ mà, ui, cậu đó có thể có một cái đầu nhìn nó giống như cậu. Ui, có vẻ như cũng có nhiều điểm tương đồng đó. Chế nghĩ là như vậy. Nên là bây giờ nó luận rồi nè. Có vẻ như mình sẽ phải làm một chuyến về tới văn phòng tín dụng này thôi nhỉ. Nếu cậu muốn tới cho vay tín dụng thì hãy đi qua công viên vitamin một chút là thấy này. Này anh Phượng. Nếu anh cần tiền em thì chỉ cho anh vay, mà chỉ cần không quá 30.000 là được. Nên là cô em nó tưởng mình đến là vay nợ. Cảm ơn lòng tốt của em. Đi cô công viên vitamin một chút là thấy được này. Cho vay tín dụng này. Mình không nghĩ là bây giờ nó còn cái gì là mình sẽ di chuyển luôn này. Chúng ta sẽ đến cái chỗ vay tín dụng luôn này. Thôi tôi phải về lại sở đấy ha. Sắp tới giờ họp rồi. Họp lớn luôn đó ha. Về vụ của chị Yến Vy hả anh? À không, bên sở đóng sổ cái vụ đó tới nơi rồi à. Giờ có một vụ quan trọng hơn đang cần xử lý ấy. Nên em bấy bị cho ra rìa luôn. Được rồi, vậy thì hẹn gặp lại anh sau nhé. Gặp lại sau ha. Anh này vẫn chưa đi à? Anh lại quay lại ngó ngó gì? Ông nên đi đi anh sao? Không muộn bây giờ. Thật ra thì tôi có chuyện cần nhờ ha. Chuyện quan trọng lắm á. Là nhờ gì thế? Thì là về mà cái chuyện của Yến Vy ấy. Tôi đang muốn nhờ ông mang cái này cho em ấy dùm tôi à. Cái gì vậy? Là hộp cơm ấy mà, sáng nay tôi dậy sớm làm đó ha. Nhìn em ấy mà tôi xót quá. Mới ở trong đó có mấy ngày mà trông gầy guộc là hẳn ra. Có mà mẹ mày có mà mấy tuần nữa. Thanh tra sao? Trong này có bao nhiêu cái chúc chích. Vậy à trời, làm gì mà có ai lại ăn một lúc nhiều thịt như thế này được. Cái ở trong kia phải gọi như kiểu là lạp sơn đúng nhỉ? Em nghĩ vậy sao? Tại anh thích ăn chúc chích lắm á. Cảm giác căng mà tròn mọng nước ấy thật là khó cưỡng. Cái như tiếng Anh là cái này nó gọi là Winnie ấy. Xúc xích mà người ta mà hai người có giúp tôi không à? Tôi mất cả buổi tối mới nấu xong đó nên là nhận lời đi ha ông Phượng. Chắc mình không từ chối được rồi. Nên là hộp cơm của anh Sam này. Hộp cơm được nấu rất cẩn thận, trong hộp chứa đầy tình yêu và đống xúc xích. Em ơi được. Em mà đói mà có khi em thục tiêu luôn. Đừng có mà quên ha. Hộp cơm đến được đời với tay Yến Vy là nhờ hai người đó. Nên là anh này gửi cơm cho crush của anh ấy. Mãi mới chịu về nên là ok mình sẽ di chuyển rồi. Chỗ này mình xem rồi chả có gì ấy. Chúng ta thấy được của anh, thẻ của anh dần. Em chẳng thấy ông Lang đâu cả, anh có thấy ổng không à? Chắc ổng đi mua thêm vài tấn đậu cho chim ăn nữa rồi à? Cũng hay, anh chẳng mong gặp lại ổng. Tạm thời cứ né được lúc nào hay lúc đó. Phượng Hoàng hôm nay ăn no rồi không cần ném thêm nữa đâu. Ném cho vỡ mặt luôn. Không biết là mình còn xe được cái xe này không? Này coi này,
Nếu anh là em thì anh sẽ không ở gần nó đâu, anh có linh cảm chẳng lành. Đã luật sư pha ke phải ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Nghĩ mà xem, một con hổ sổng trùng lang thang trong thành phố ấy. Nên là cái thằng kia tên là dần mà như kiểu là hổ ấy. Nếu mình không nhầm là cái bản tiếng Anh thằng này nó gọi là Tigreal hay Tiger ấy. Nhưng mà trên này nó không phải gọi là Tiger mà Tigreal gì đấy, Tigreal gì đấy. Cũng kiểu là một cái gọi cách gọi của hổ ấy. Cái thằng kia tên là hổ mà. Trong khi vượng như là phần này tên là dần. Đừng lo nha, có thể một ngày nào đó anh có thể hóa hổ. Nên là cái team của thằng kia là hổ à, nó mặc áo cũng hổ báo luôn ấy. Nên là nên đúng là cái hồi xưa là cái kiểu thiết kế nhân vật của mấy cái trò này nó kiểu rất là comical ấy. Nó giống như kiểu là đúng cái chỉ ở trong mấy trong anime ấy. Nên là đến tận bây giờ là cái kiểu thiết kế của mấy cái nhân vật ở trong cái bộ 3 này cũng vẫn vẫn rất là kiểu iconic ấy. Nhìn bạn biết ngay, cũng rất là hài và rất là buồn cười. Không khí trong này cứ kỳ kỳ nào ấy nhỉ. Có cái bao đấm này. Có bàn tay bàn tay ta làm nên tất cả này. Thực ra là hình như cái bản này là cái kiểu khẩu hiệu của cái chỗ này ấy. Hình như khẩu hiệu cái chỗ bản tiếng Anh hình như nó có một cái gì đó khác ấy. Là cái gì nhỉ? Win to compromise cái gì đấy, mình không nhớ đâu. Nhưng mà có vẻ như mãnh hổ đang đi đâu chưa về hang à. Thế này thì dễ dàng hơn rồi. Kính chào quý khách. Giọng gì rùng rợn thế á, cất lên một cái là làm người ta hồn phi phách tán á. Sẽ gặp em áo đen. Hai người đến đây à, để đàm phán khoản nợ à? Không hẳn à. Quản lý ra ngoài rồi à, xin chờ đây một lúc. Phải giữ trật tự à. Nên là cái con này thỉnh thoảng cười nó giật đấy. Nhìn trông như cả mấy cái con trong phim kinh dị. Chị ấy đi rồi, chắc là phải để lần sau quay lại rồi. Nhưng mà thời cơ tới rồi đó anh Phượng. Chỗ này đáng nghi lắm luôn đấy. Nhạy nhanh chân lên nào anh, xem xét xung quanh lựa thôi à. Thế có sao không nhỉ? Không sao, có ai mà biết được đâu mà. Cà phê. Quay. Tôi để đây nhé, hai người cứ tự nhiên. Vâng, cảm ơn cô. Xin đừng chạm vào cái bàn đó. Cô ấy nói nghe đáng sợ ấy. Thanh Phượng, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Rồi em mới muốn rời khỏi đây à? Nhưng mà chúng ta sẽ cảm xét. Rồi mình đã gạt tàn rồi mà. Nó một chiếc bàn ấy ấn tượng, đặt trên một tấm thảm cũng rất là ấn tượng. Làm bằng vàng dòng đó anh Phượng, vàng đấy. Nhìn ánh kim còn đi, đây chỉ là vàng xịn mới lấp lánh như vậy. Nhưng bàn làm việc thôi mà, có cần lấp lánh như vậy không à? Em không biết, nhưng mà để em thử xem cái cảm giác ngồi bàn làm bằng vàng như thế nào cả. Bàn này là hai, thế chỗ em nó mới vay được 2 tỷ. Em hoa hết cả mắt. Đúng là chói mắt thật. Còn gương, soi gương được nữa. Thế này ngồi dễ bị phân tâm lắm á. Cái đúng kiểu như là mấy cái trong anime ấy. Còn mấy cái rất là ảo như bàn vàng ấy. Đấy, chiếc bàn được được cài sang chứ chả xài được. Không bất ngờ. Đây là mấy cái áo này. Đây anh nhìn chiếc áo khoác phong cách Paris này xem. Trông thật thời thượng. Trông như là đồng giấy bóng lộn ấy nhỉ. Chắc mình không có mắt thẩm mỹ rồi à. Này anh xem. Bộ vest này cùng màu với bộ đang mặc luôn đồ anh Phượng. Nhìn này cũng vẻ cùng màu vest. Cùng màu với bộ vest của mình sao? À! Mày bé cái tiếng lại. Anh Phượng. Anh lại đây coi bánh ngọt không? À! Tôi để đây cho hai người tự nhiên vậy. Vâng được rồi. Em cảm ơn. Rồi cười. Anh ngồi chờ và giữ trật tự nhé. Không là tôi sẽ. Vâng. Anh nghe thấy chưa? Chị đã bảo là phải ngồi im á. Được rồi. Như kiểu đáng sợ ấy, tôi sẽ để mắt đến hai người để có thể phục vụ chu đáo tận tình. Hiểu chứ? Nên là nghe kiểu đáng sợ ấy. À, đáng sợ quá. Thế à? Trước đây em vừa phấn khích cái gì thế? Anh nhìn cái áo cái ve áo kia đi. Một cái huy hiệu luật sư à? Mãnh hổ là luật sư. cái phù hiệu luật sư này là cái bậc giấy là gì có chuyện đó. Anh nhìn kỹ là bìa cắt tông đi. Phù hiệu cắt tông nhìn thấy tuệ văn phòng tín dụng được làm bằng giấy bìa và vẽ lên chơi nhìn giống hàng thật rồi. Giờ nhìn cái huy hiệu của anh
Tự dưng em thấy rẻ tiền ghê à anh Phượng. Rõ ràng là hàng giả mà, không ai nhận ra nhỉ. Hiệu luật sư này. Áo này màu giống giống sao nó có hiệu giống giấy mới đau rồi. Coi nào, con vũ bê này gọi là Daruma đúng không nhỉ? Nghe chơi em đã tự đọc nó trong sách để tìm hiểu văn hóa này. Vậy là từ giờ em sẽ không ba xạo ba lát nữa à? Hey, mà có thể anh chưa biết, dòng đời xô đẩy trao đao cơ nào thì nó vẫn tự đứng dậy được thôi à? Y như con lật đật đấy. Thử đi anh Phượng, anh thử đẩy nó xem. Đền của sứ dậy mây này. Ok, mình sẽ out đi. Mấy cái hội thoại này mình cũng không tâm lắm ấy. Này, có một cái mảnh giấy nằm ở dưới quân cờ này. Cái này có cái quân cờ này. Hóa đơn sửa chữa. Có vẻ như ông dần đã đem ô tô đi sửa. Thì đó. Ủa mà ổng có xe ô tô không vậy? 300 triệu để thay khung cản và đèn pha mắc muốn xỉu. Chủ sở hữu của chiếc xe là ông Trương. Vậy là không phải là xe của Mãnh Hổ sao? Tại sao hóa đơn sửa xe của người khác ở trong văn phòng của Mãnh Hổ nhỉ? Hóa đơn sửa xe trị giá 300 triệu đồng được anh Trần dần bồi thường cho gia tộc họ Trương. Có cái khẩu hiệu của chỗ này. Bàn tay ta làm nên tất cả. Vậy nghĩa là sao? Hẳn là nó phải có ý nghĩa gì đó nên họ mới mất công đóng khung như thế. À đúng rồi, hồi xưa cái chỗ em nó gọi là Win to Compromise ấy. Có nghĩa là chiến thắng qua qua sự hy sinh như sao? Kiểu kiểu đấy. Nên là cái khẩu hiệu nó cũng rất là hài luôn. Nhưng mà em vẫn không hiểu cái ý của nó là cái gì à. Nhưng mà hình như cái khẩu hiệu này là ở bản tiếng Việt này nó không hài bằng cái kia. Cái đó á. À, đó là triết lý kinh doanh của cho vay tín dụng. Bàn tay ta làm nên tất cả, đấm đến khi nào con nợ nhả tiền ra. Đây như cái công ty đòi nợ thuê. À em hiểu rồi, anh thì sao anh Phượng? À ừ, miễn tháng vị đấm không phải là anh được. Nên là nếu mà mình không nhầm thì cái hội thoại này nó thay đổi là hoàn toàn cái context của bản tiếng Anh ấy. Nên là nếu các bạn có thể thì các bạn hãy chơi qua cái bản tiếng Anh thì cũng có rất là nhiều cái hay, cái vui. Câu triết lý này mà giải thích ra chắc người ta không dám mượn tiền nữa, dùng mình. Có cái bao đấm đấy. Cái gì đây? Là cái bao cát đó. À cô ấy ta, em tưởng chỗ này xây xong rồi chứ. Xây xong ý của em là sao? Thì anh coi là cái văn phòng khang trang thế này để bao cát ở đây. Vậy lại không có xi măng thì xây kiểu gì? Mà sao lại để bao cồng kềnh màu đỏ chét vậy? Tợ hồ giờ đang chơi sang hả anh? Thôi em xin cứ gỗ với tranh mà triển. Chứ bản em xây bằng cái này thì còng hết cả lưng. Bây giờ là mây với bao cát để tập đấm bốc chứ ai lại dùng trong xây nhà. Cái này là cái gì? Nó ở ngoài là có chữ gì nhỉ? Mình không biết là... Hay là xem cái bao thuốc này thôi. Đánh rơi gà tàn, dọn mệt. Ừ. Vương vãi ra đầy thảm luôn này. Đổ đầy cái than cái gì đấy. Coi kìa. Một hộp của Tre Biên này. Thấy không? Đây là hộp riêng của Tre Biên này. Thấy có hộp riêng này lâu lắm mới thấy có ở nơi tặng cái này nhỉ. Ủa khoan đã. Sao thế ạ? Em xem nó có in gì ở đằng mặt sợ trước nè. Nó là Tre Biên. Tre Biên này. Được dùng để quảng cáo nhà hàng tìm thấy trên sàn văn phòng tín dụng. Hộp riêng mày có thể có ích. Biết đâu chúng ta sẽ cần tới nó. Về kiểu cái gì cũng nhặt này. Được đó anh. Đèn báo trên ấm siêu tốc ở văn phòng cứ chớp tắt à. Chẳng liên quan gì cả mây. Chẳng liên quan tí nào luôn à. Mình sẽ kiểm tra này thôi. Trên bàn có một cái chiếc đầu đĩa CD. Cái bàn bóng loáng nên nhìn mãi mới nhìn thấy ấy. Cái nắp vẫn mở. Không biết là Mãnh Hổ thích nghe nhạc gì nhỉ? À đâu, thằng này cứ gọi là Mãnh Hổ được ấy. Hai người uống hết à? Cà phê chưa? À, vâng, bọn tôi uống rồi. Ngon ngon, ngon lắm. Vậy là anh uống hết rồi à? Ơ, thật toáng. Ực. Cái gì có độc nhỉ? Nếu anh động tay động chân linh tinh à, thì tôi sẵn sàng pha thêm cốc nữa cho anh đó. Con này nói như kiểu như là nó bỏ độc vào cà phê ấy nhỉ? Tại cà phê này, nó có đúng là cái cà phê được làm từ cà phê không vậy? Anh Phượng, bụng em, nó chết mất. Ờ khoan, chắc là do cái gói mì vối phở ăn liền sáng nay em ăn hết hạn sử dụng. Anh cũng mong là chỉ là như vậy.
Nhân lúc có cơ hội và còn toàn mạng mình nên nhìn cái chiếc đĩa CD xem. Gì thế này? Sao vậy ạ? Chắc không phải là nhạc phim Cuộc đời của Bi đâu nhỉ? À, bài dưới nanh hổ ấy. Cuộc đời của Bi là cái Life of Pi ấy. Kiểu như chèo thuyền con hổ ấy. Đây là một cái chiếc đĩa thu thử. Trên mặt đĩa có dòng chữ ghi tên là nghệ sĩ được viết bằng bút lông này. Gọi là MC Bitcoin. Gì cơ? Đây có vẻ chính là cái chiếc đĩa CD mà Yến Vi đã nhắc đến ấy. Cái mà nó ghi ở trong cái tờ báo là thể thao ấy. Mèo mình nó cào đâu nhỉ? Nghe thử đi anh, có khi là nhạc rock rồi ấy. Thôi em ơi, là vậy cổ lại mời mình thêm vài cốc cà phê nữa thì toang à. Tìm thấy tại văn phòng tín dụng trên mặt đĩa có ghi tên của một cái gì đó này. Oh wow. Đây là cái thằng này nó sẽ gửi rất là kinh luôn. Nên là cái game hồi xưa là nó không thiếu chữ A để nó spam cho mình ấy. À, còn lại kêu luôn. Đừng có trốn dưới gầm giường, bà đã đi, Mây ơi. Mấy lị làm cái chi lục lọi ở văn phòng của Ngộ hả? À không, chúng tôi chỉ đang... Wow, cái thảm của Ngộ. Mấy lị làm bẩn cái thảm của Ngộ rồi. Có tin Ngộ bẻ gãy giò mấy lị hết không à? Không phải tôi à. Nhưng mình cảm thấy là cái giọng Quạt Bình này nó kiểu như mỗi lần mình nghe giọng Quạt Bình là mình cứ nhớ đến mấy cái đứa con gái ấy. Là hay giọng kiểu như bởi bạn mình toàn con gái mà nó nói giọng Quạt Bình mà. Nên là mình chưa bao giờ mình nghe cái giọng nam cả nên là tưởng tượng thời nó hơi bị khó ấy. Còn dòng cãi hả, mấy lị muốn chơi dọ mõm hả, mấy mị lánh nhau giới Ngộ hả. Nên là Ngộ sẽ xé xác mấy mị rồi lột ra mấy mị làm thảm mấy Ngộ. Thôi chắc là mình sẽ đọc luôn thì mình bỏ mẹ mấy cái giọng Quảng Bình, mình mệt lắm. Ồ, anh Dần, anh về rồi. À, cái giọng đó cứ như thể âm thanh của màn đêm sâu thẳm luồn vào tai này. Nên đây mình không phải là bảo là mình chê giọng Quảng Bình, nhưng mà trên thế là đúng là nó hơi bị phiền ấy. Bởi vì thằng này nó nói nó rất là phiền đấy mà đọc. Bởi vì cái cấu trúc nó hoàn toàn nó khác, nó giống như cả không phải tiếng Việt ấy. Nên là việc đọc nó rất là mệt mỏi luôn. Em xin lỗi anh Dần. Thả cái giọng của giọng Huế còn được. Em vừa làm rơi cái gạt tàn sóng thảm ạ. Trời ơi, bộ cổ tràn sóng rồi hay sao trời trời. À. Nên là thằng này nó chuyển ra như cún ấy hả? Gì không có gì đâu. Nàng đừng bận tâm à? Hả? Ngộ không có giận à? Anh không có giận đâu à? Lị dễ sưng. Đây là như kia này. Lắm ló đấy là mệt vãi đái luôn. Thế luôn nó, nên là trên dưới là mình không coi cái này là tiếng Việt luôn. Nè, ăn miếng bánh quy đi à? Em mời nương đó. Nên là tương đối là mệt, đen đá không đường của anh. Nữa nè, cho tỉnh táo đây còn đàm phán nợ. Anh còn đó ăn bánh quy mới vậy. Thằng này dám đến đây đối đầu với cái thằng hổ ấy. Ừ, Trần Dân Phượng. Dạ. À, dị đừng ngu mà còn dừa đin nữa cái gì. Khiếp, như các bạn hỏi ra cả cái đoạn này mình chả hiểu được cái ý nghĩa của gì. Có nghĩa là nó mày còn ngu, kiểu như là mày ngu vừa thôi ra. Mày còn dám đi theo cái dấu của tao à? Bao nhiêu công sức của Ngộ mà dị làm phá à? Bao nhiêu công sức của tao mày làm phá đấy. Đúng là hắn rồi. Kẻ mạo danh mình lại còn nói L với D lẫn lộn. Mà Ngộ không quan tâm, ông lứa nào dám... Ôi trời mẹ, mệt quá. Bây giờ cái hội thoại thằng này mình đọc mệt hết cả người hả? Anh nói cái gì cơ à? Hehe này. Sao Lị không có bỏ con bé kia ỉa nhà Lị cái đấy? Ỉa nhà Lị cái gì đấy? Mình không hiểu cái ý nghĩa luôn. Tôi có vài điều cái gì đấy? Không nói than thì không có than gì à? Lây là lần cuối Ngộ mới gặp mặt. Đây là lần cuối tao gặp mặt mày à? Thôi mình sẽ tự dịch theo cái hướng của mình đi. Mình thực ra mình cảm thấy nó không hợp lý mà gì. À từ khoan đã. Kèm thấy anh Phượng. Anh chờ ổng đi khuất rồi mới gào lại ổng. Thế em đã gào được tiếng. Khoan đã, nào chưa mà nói. Đèn đá. À. Bánh quy nữa. Nên là cái giọng Quảng Bình này nó giống như kiểu như là các bạn nghe cái tiếng Anh mà nó kiểu như là cái bọn mà Scotland nó đọc ấy. Là cái giọng nó rất là đặc mà nó rất là khó nghe. Trên dưới là cái giọng của mình nó còn khó nghe hơn khi mà chúng ta
Nếu mà nói tiếng Anh mà có giọng Scotland, Scottish ấy, rất là khó nghe luôn. Là bởi vì hồi xưa mình cũng có nhiều bạn là người Scotland, cái kiểu nó cũng rất là khó nghe, nhưng mà cái giọng của mình trên tiếng ở tiếng Việt còn khó nghe hơn cả mà mình là người Việt luôn ấy. Ở gần kiểu như là mình còn khó nghe hơn cả khi mình nói, nghe tiếng Anh mà mình không phải người người Anh mà mình nghe cái tiếng Scottish của nó. Nên là nói thật là mình chắc mình bỏ qua luôn mấy cái hội thoại này. Ở gần cô ta lâu chắc mình trụy tim sớm mất. Mà sao Mãnh Hổ lại gọi cô ta là làng thi? À, chuyện này. À, Mãnh Hổ đi chơi, chúng ta nói chuyện con này. Cho vay tín dụng. Công ty cho vay tín dụng của bên mình là công ty như nào vậy? Với không khí ấm áp thân thiện đến từ một công ty gia đình. Với mức lãi suất chu đáo cũng như chính sách trả nợ vô cùng hấp dẫn. Nghe cứ say say kiểu gì. Chúng tôi sẵn sàng cho anh mượn số tiền nho nhỏ còn thiếu đó ngay tại công ty vay tín dụng. Này anh Phượng, dạo này văn phòng luật Vân Phượng mình cũng hơi kẹt tiền à? À hả anh nhỉ? Thì hôm nọ anh chẳng nợ em 5 triệu lúc chơi tiến lên còn gì. Mẹ mày, con này nó cho một phát 5 triệu luôn vậy. Hay là anh vay tạm ít tiền từ họ đi à? Toàn liệu mình có dám vay tiền ở chỗ này hay không? Thôi xin thua à. Cho vay tín dụng luôn đồng hành cùng bạn. He. Ừ, thế ư mà. Giả sử tôi không trả nợ đúng hạn thì chuyện gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Bên tôi sẽ pha cho anh thêm nhiều cà phê trên, và tôi phải nói rõ là cà phê rất là mạnh đấy. Hiểu rồi. Chắc là tôi sẽ chuyển nhà vào chỗ nợ luôn à? Này, em cũng biết là pha cà phê mạnh đó. Chà mạnh, em còn biết pha nữa là. Có nghe cho thằng này xuống mẹ chân lạnh toát ấy. Cô có biết là về vụ án mà bọn tôi đang điều tra không? Cái vụ án nào cơ? Dạ, có một cái người đàn ông bị đầu độc ở quán ở nhà hàng gần đây đó chị ạ. Xem nào, cái hôm đó tôi với anh quản lý cũng ở đấy. Anh quản lý tức là Mãnh Hổ ấy à? Nên cứ gọi thằng này là Mãnh Hổ được. Trần Anh, Trần Văn Dần. Trần, Trần Dần à? Vậy hóa ra đây là con Mãnh Hổ à? Phân Vượng có tên thật kìa. Anh Phượng, chúng ta phải mau hỏi thêm về ông ta. Mình hỏi thêm về anh Tiger. Nên là mình quen gọi thằng là Tiger mà. Mình sẽ gọi về anh Tikreo Trần Văn Dần, chủ sở hữu công ty cho vay nặng vay lại còn nặng lãi tín dụng, được người ta gọi là Mãnh Hổ. Cô biết gì về anh Mãnh Hổ? À nhầm, anh Dần. Nên thằng này là biệt danh là thanh Tiger ấy. Nhưng mà tên thằng này cũng tên là Tikreo sao ấy? Bánh quy chứ á? Đã có ạ. Nên là cái Tikreo kia nó là một cách gọi khác của hổ ấy, Tiger ấy. Thì cái tên của thằng này là Tikreo, còn cái thằng này biệt danh là Tiger ấy. Hai người có thích không? Tôi tự nướng nó, he he he. Mẹ mày, em đừng có bỏ cái phụ gia gì mấy cái mì chính nhá. Mấy cái bột mì chính. Anh ăn đi anh Phượng, em mời anh đó. Thôi. Lay đi first. He he he. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi. Mãnh Hổ và cô gái đáng sợ này có quan hệ gì vậy? Bọn tôi là yêu nhau đó. Nghe cô ta nói chẳng giống gì người đang yêu tí nào. Và tôi nợ anh Dần một mạng. Anh ấy đã cứu mạng, cứu sống tôi. Mãnh Hổ đã cứu cô ta. Phải gọi là anh Mãnh Hổ thưa ngài. Thưa anh, nếu không thì tôi buộc phải. Vâng, anh Hổ ạ. Tôi xin lỗi cô. Mãnh Hổ cứu mạng cô ấy. Chẳng biết là đã chuyện có chuyện gì nhỉ? Chúng ta mình hỏi cái Mãnh Hổ thôi. Nói chuyện cứu mạng của cô này. Tôi mong manh dễ vợ lắm á. Hai người biết không à? Mới đây thôi à? Tôi vừa chết một lần rồi à? Hehehe. Đây là cái lý do mà tại sao con này nó cứ cười cười đấy. Kiểu như nó hơi bị chấn thương vào đầu một tí ấy. Khoảng 4 tháng trước này, bác sĩ nói là không còn hy vọng gì nữa. Lại bật quả nhạc mẹ, kiểu rất là drama. Trông cô cứ như thể chẳng có hy vọng gì để mất luôn ấy. Nhưng mà anh Dần, anh ấy đã cứu mạng tôi. Dù là phải từ bỏ mọi thứ. Mọi thứ. Khi tôi biết anh ấy đã làm những gì vì tôi, tôi đã rất là hạnh phúc. Em không có ý gì đâu, nhưng mà nó cứ khó tin thế nào ấy. Nên là tôi đã quyết đền đáp cái ơn của anh ấy bằng cách dùng cả tính mạng này, bằng cách pha cà phê đen cho anh ấy. Hình như là nâng khăn sửa túi. Mình thắc mắc trong cái cà phê cô ấy pha có gì mà tại sao cô lại quấn băng trên đầu vậy? He he he. Cái này ư? Đầu bị quấn băng này. Là cái chuyện gì đã xảy ra vậy?
gọi là quấn băng cho tôi sau ca phẫu thuật. Phẫu thuật ư? Chấn thương bé bé thôi ấy mà. Chấn thương bé bé là nghiêm trọng. Chấn thương bé bé nghiêm trọng. Mày nghe như kiểu như em vừa bị chấn thương một chút vậy. Chính là từ cái vụ cô bảo cô đã bị chết một lần ấy ấy à? Nên là quay nó có một cái bí mật rất là sâu, nó có 4 cái khóa này. À, chị ấy làm em dùng hết cả mình. Anh thì khác gì, nhưng mà chúng ta phải tìm ra cái sự thật. Mình không biết là mình có phá được cái khóa không nhỉ? Thế nhưng một lần nữa là chúng ta không phá được khóa. Đúng rồi. Cái chỗ nữa là mình chưa phá được khóa là mình phải di chuyển ra cái chỗ khác ấy. Ok, mình sẽ di chuyển ra cái chỗ quay lại cho biên đi.